IELTS Fighter, chiến binh IELTS, tự hào là hệ thống luyện thi IELTS uy tín hàng đầu Việt Nam. Là thương hiệu trực thuộc công ty cổ phần giáo dục và đào tạo IMAP Việt Nam. Trong gần một thập kỷ phát triển, IELTS Fighter đã sở hữu hệ thống hơn 60 cơ sở toàn quốc, đồng hành cùng 500.000 học viên cán mốc thành công, trong đó có rất nhiều học viên đạt điểm cao từ 7.0 IELTS trở lên. IELTS Fighter tự hào là đơn vị đầu tiên phát triển và ứng dụng thành công phương pháp đào tạo độc quyền Ripple, đẩy mạnh tính tinh gọn, truyền cảm hứng, tính thực hành và tính thống nhất chặt chẽ trong từng bài giảng. IELTS Fighter tự hào với đội ngũ hơn 500 giáo viên được tuyển chọn và đào tạo khắt khe, có chuyên môn cao với nghiệp vụ sư phạm giỏi, tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Bằng tinh thần sẻ chia, IELTS Fighter luôn chú trọng tổ chức các hoạt động nhằm kết nối cộng đồng người học tiếng Anh, tổ chức các workshop thi thử miễn phí tại cơ sở, tài trợ cho các chương trình phát triển kỹ năng tại trường cấp 2, cấp 3, đại học, tổ chức lớp học không đồng thu hút hàng trăm nghìn học viên cả nước, trao hàng nghìn học bổng khuyến học. IELTS Fighter tích cực triển khai các dự án học tập vì cộng đồng hoàn toàn miễn phí, sản xuất hơn 1.000 video bài giảng, thu hút hơn 5 triệu người quan tâm và theo dõi. Hơn 500.000 cuốn sách đã được trao tặng hoàn toàn miễn phí. Các dự án nổi bật phải kể đến như Tiếng Anh thay đổi cuộc sống cùng kênh truyền hình VTV2, Hành trình phổ cập IELTS cùng báo điện tử VN Express, tham gia chương trình IELTS Face Off với tư cách khách mời chuyên gia trên kênh VTV7 và Thế vận hội IELTS cùng vô vàn các chương trình khác. Với những hoạt động sôi nổi, những giá trị thiết thực được truyền tải tới cộng đồng, IELTS Fighter được hàng trăm đơn vị báo chí truyền thông đưa tin như Dân Trí, VN Express, Vietnamnet, Báo Giáo dục và Thời đại, VTV và kênh 14. Như một lời khẳng định cho chất lượng đào tạo và những đóng góp tiêu biểu của mình, năm 2021, IELTS Fighter đã nhận giải thưởng cao nhất trong hạng mục Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2021 và danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu ngành giáo dục và đào tạo Anh ngữ, Top 10 dịch vụ uy tín chất lượng được người Việt tin dùng năm 2022 và giải thưởng sáng kiến giáo dục thông minh SEI Awards 2023. Không chỉ vậy, IELTS Fighter đã trở thành đối tác tin cậy của 300 đơn vị doanh nghiệp lớn như Tổ chức Giáo dục IDB Việt Nam, Nhà xuất bản National Geographic Learning, Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế CIEC. IELTS Fighter là đối tác bạch kim của Tổ chức Giáo dục IDB Việt Nam với cương vị là The Best Country Platinum Partner, đối tác bạch kim xuất sắc nhất IDB năm 2023. Có phòng thi máy đạt chuẩn IDP ngay tại trung tâm và được cấp phép bởi Bộ Giáo dục và Bộ Khảo thí IDP Việt Nam. Đây là một lời khẳng định cho chất lượng và thành công của IELTS Fighter vì sứ mệnh giúp 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.